Sáng tạo là yếu tố chính để đạt được các mục tiêu thiền niên kỷ. Người sáng lập công ty Microsoft và cũng là một nhà từ thiện, ông Bill Gates đã đọc diễn văn tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển thiền niên kỷ vào hôm thứ Hai, đã nhấn mạnh vai trò của sáng tạo trong việc giúp thế giới đạt được các mục tiêu. Ông Gates nói, những thành tựu đã thực hiện được trong chương trình các mục tiêu phát triển thiền niên kỷ là nhờ đã có hàng ngàn sáng kiến. Sự sáng tạo cho người nghèo thường không được tài trợ bởi vì không có tín hiệu của thị trường. Vì vậy, Liên Hiệp Quốc cần có những người thông minh để làm việc trên những vấn đề này, để có thật nhiều sáng tạo để thực hiện các mục tiêu phát triển thiền niên kỷ. Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates được thành lập vào năm 2000 đã trợ cấp cho những nhu cầu từ thiện trên toàn thế giới với số tiền hơn 27 tỷ Mỹ kim. Các mục tiêu phát triển thiền niên kỷ đã được phê duyệt vào năm 2000 bởi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phát triển hàng đầu thế giới. Thủ tướng Na Uy, ông Jens Stoltenberg cũng đã phát biểu tại cuộc họp và đã nói rằng vào năm 2000, khi lần đầu tiên nghe nói về các nỗ lực MDG, ông đã không tin tưởng rằng các quốc gia trên thế giới sẽ có thể đoàn kết với nhau để giải quyết các thách thức. Hôm nay, ông thấy rằng ông đã sai vì các mục tiêu phát triển thiền niên kỷ đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Các mục tiêu MDG bao gồm cắt giảm một nửa số lượng người sống dưới mức 1 Mỹ Kim mỗi ngày, bảo đảm tất cả các trẻ em, cả trai lẫn gái, có được trình độ giáo dục tiểu học và cắt giảm 2/3 tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cho tất cả các trẻ em dưới 5 tuổi, cùng một số các mục tiêu khác.